Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hình như anh xé quá. À, để gì đi. Cũng như là đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Em xin mời. Ngon quá. Ghiền ha các bạn ha. Mỗi sáng á phải uống cho nó tỉnh táo để mà lấy cái tinh thần cho cái ngày bắt đầu đó các bạn. Đã quá. Thì hồi nãy em vô mua cà phê đó các bạn. Thấy mấy chị đang đổ cái bánh. Em thấy thơm quá. Em thèm, em đói bụng. Bởi vì cái gì mà mùi thơm á là dụ được à. Ăn giặt mà các bạn. Có gì nó có mùi thơm lên là dụ được người ta liền à. Đây nè các bạn. Bánh kẹp mới vừa ra lò luôn nè các bạn. Đã không? Em ăn tí xíu nha. Đây nè một miếng nha. Em mời quý vị khán giả nha. Mới vừa ra lò. Rất là thơm. Thơm lắm. Ngày hôm qua thì em rất là bận rộn. Thì tí nữa đây á, đầu tiên á là em đi quay một cái clip để mà mua quà cho bé Nikolai, là con trai của Wendy, cũng như là cháu ngoại của chị Phi Nhung đó các bạn. Thì cũng là ngày hôm qua là chị Chuzi hình như là có một tổ chức một cái buổi tiệc ở tại nhà hàng của chị. Cho Wendy, cho bé Wendy đó, cho con bé Wendy, cho Wendy, còn mà Wendy cũng kêu bằng chú mà. Ok, thì cũng như là cho Wendy, cũng như là cho con của Wendy vậy. Thì ngày hôm qua có tổ chức một cái buổi tiệc ở đó. Chắc chừng sắp tới đây thì các bạn sẽ thấy em, để em coi cái đăng hình gì lên chưa. Chưa có thấy đăng hình gì hết, nhưng mà có đăng một tấm hình này cũng rất là dễ thương của bên chị Gigi đã đăng lên. Thì bây giờ em chia sẻ cho các bạn xem nhé. Wendy thiếu mẹ nhưng không thiếu tình thương nha các bạn. Đó thì cái hình đó thôi thì các bạn thấy rồi đó. Và đồng thời ngày hôm qua anh Văn Quỳnh cũng cũng bay đi show cho cái lưu diễn ở Orlando đó các bạn. Ngày hôm nay anh sẽ hát. Thì ngày hôm qua anh bay rất là khuya, chuyến bay đêm đó các bạn. Thì em xin chia sẻ đây là của anh Mạnh Quỳnh viết trên cái Facebook nha. Bay đêm cho kịp show này. Show ngày mai ở Orlando, Florida, chuyến bay dài 5 tiếng, hy vọng ngủ được để sáng mai không bị mệt. Khi đến nơi, mến chúc muôn nhà an vui, ngày mới nhé. 8 giờ tối thứ Bảy, 20 tháng 11 năm 2021. Thì hôm nay là ngày 21 rồi đó các bạn. Thì 21 tháng 11, còn vài bữa nữa thôi là Thanksgiving. Cho nên bây giờ cái tuần này đó, ai mà cách xa gia đình đó các bạn thì đều bay về để mà tụ họp, sum họp với lại gia đình. Thì hôm nay là anh Mạnh Quỳnh cũng có hát ở bên chỗ bên Orlando đó các bạn. Thì người ai mà rảnh thì hãy ghé xem nhé. Và đồng thời ngày 24 tây này thì anh Mạnh Quỳnh cũng có một cái show ở bên Maryland, MD là Maryland đó các bạn. Trong đó có anh Văn Sơn, anh Bảo Liêm, cũng như anh Bằng Kiều và chị Nguyễn Hồng Nhung. Anh Mạnh Quỳnh sẽ hát cái show này của Chipu hả? Chipu anh ơi ở lại. Ok, thì cái show này là ngày 24 tây tháng 11. Cũng là còn vài ngày nữa thôi, chừng 3 ngày nữa thôi là anh Mạnh Quỳnh lại có một cái show bên đó tiếp. Và đồng thời em thấy mấy ngày trước á, hôm kia đó là thôi nôi của bé Nikolai, cho nên em đã quyết định đi mua một cái món quà
cũng như là em đã tặng cái món quà cho người anh rồi thì cũng phải tặng cho món quà cho người em phải không các bạn. Thì em đi hôm qua là trên đường em đi mua, thì tí nữa đây các bạn sẽ biết cái kết quả nó như thế nào, nó hay như thế nào và bất ngờ như thế nào. Thì sau đây em sẽ mời các bạn xem cái đoạn video mà ngày hôm qua em đi mua quà cho bé Nikolai nha các bạn. Thì một món quà rất là đẹp luôn, nhưng cái kết quả đó không thể ngờ luôn. Thì khi mà anh ấy xem cái này đó là anh ấy sẽ nhìn ra, anh ấy sẽ biết liền. Thì hôm qua em cũng có nhắn tin, thì em nói là em có cái món quà rồi, thì khi nào rảnh thì em sẽ chạy tới em đưa. Thì sau đây em sẽ mời các bạn xem cái đoạn video ngày hôm qua em quay nha. Em xin mời các bạn đón xem. Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Ngày hôm qua, ngày hôm kia thì ở Wendy tổ chức một cái tiệc thôi nôi cho đứa con Úc của mình, cũng như là cháu ngoại của chị Phi Nhung đó. Thì trong lúc mà thường thường thôi nôi đó các bạn, ai mà làm thôi nôi đó thì người ta đừng để những cái món đồ mà cho bé bóc coi sau này bé sẽ làm cái gì đó. Thì rất là một sự trùng hợp, cháu ngoại của chị Phi Nhung là Nikolai đó là chọn ngay cái món gì các bạn biết không? Đó chính là cái món microphone, tức là có thể là nối nghiệp của bà ngoại. Thì lúc mà bóc cái đó thì Wendy cũng như là rất là hào hứng, hình như vui, em có coi được cái khúc đó. Thì rất là vui phải không các bạn? Thì coi như là chị Phi Nhung hy vọng bé Nikolai này sau này sẽ nổi tiếng như bà ngoại của mình. Thì sẵn nhân dịp đây là thôi nôi của bé, thì mấy ngày nay thì em bận quá, em chưa có rảnh để mà mua quà. Thì hôm nay em có nhã ý muốn đi mua một món quà tặng cho chó ngoại của chị Phi Nhung, đó là Nikolai, khoảng đâu 1 tuổi thôi. Thì hiện tại bây giờ thì em đi ra ngoài khu Phước Lộc Thọ để em lựa coi cái món gì hợp với là bé. Thì để coi tí nữa đi lựa coi như thế nào. Như cái ngày mà 49 ngày của chị Phi Nhung đó, bữa đó cũng là ngày sinh nhật con trai lớn của Wendy. Thì lúc đó em cũng có tặng quà cho bé ở tại chùa tỉnh xá Giác An luôn. Thì bây giờ em mới có thời gian, nói chung là xong cái này em cũng không có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa, em phải đi tiếp cái trận kế tiếp, đó là đi quay phim cho một cái hậu trường của một cái live show. Thì bây giờ thì em trên đường ra ngoài Phước Lộc Thọ để mà lựa một món quà tặng cho bé Nikolai, thì sau đó em sẽ đưa cho anh ấy để mà đưa lại giùm cho Nikolai giùm cho em. Thì bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi tới khu Phước Lộc Thọ coi em sẽ mua cái gì nhé. Bây giờ mình đi. Hiện tại em đang ở trước cửa của Phước Lộc Thọ, cũng lâu lắm rồi mới tới đây lại. Thì sẵn nhân dịp ở đây đi mua đồ cho cháu ngoại của chị Thiên Nhung, thì em sẽ tới đây tham quan coi có món gì để mua hay không. Các bạn hãy đi theo em nhé. Ủa anh Bình làm gì ở đây đây? Em chờ anh tới đeo cái này vô nè. Đeo vô. Vụ gì đây? Bên đây đâu mà chú bác đeo cái này vô vậy? Đây mà đi ra đây đi kiếm món quà tặng cho cháu của chị Phi Nhung á mà. À vậy hả? Mà kiếm cái gì? Thôi nôi của bé thì chắc em tìm mấy cái sâu chuỗi hay với lắc rồi đó đó. Ở dưới đấy bên này bà, tiệm bạn anh trong đây nè, anh dẫn cho vậy hả? Thiệt vậy đi. Ủa
Trường nào mới mốt trường qua có đi coi show không? À, tháng 12 ngày 25 phải không? À 22 đó, kỳ rồi 20 kỳ rảnh qua sao anh không đi? Bi gì tự nhiên cái bữa nó tùm lum tùm la chuyện á. Mà có hứa đợt này là 24 hôm qua nè. À. Là đi ăn Christmas với ổng rồi 25 đi coi ca nhạc với ổng nè. À. Ủa vậy là Christmas này đi coi phải không? Christmas đi coi. Là hẹn gặp nha. À hẹn gặp mà. Nhớ đi đó nha. Ừ, okay, không có trốn đi rồi nữa. Mà trốn nữa lạ ha, là chết với ổng liền á. Chết đó. À, vô đây chỉ cho bạn nghe nè. Trời lại đây. Đây là anh Bình, cũng quen biết được vài năm rồi. À, rất là nhiệt tình. Hồi xưa là làm cho Tú Bình phải không? Đúng rồi, xưa là má Tú Bình mà. Ủa, cái gì? Má nuôi đó. Má nuôi luôn hả? Ờ. À, vậy hả? Ờ. Là coi như là show gì cũng biết hết à. Bởi vậy, bán chuyên môn bán gì? À. Ok, tiệm gì đây? Đây nè, đây mà lên. Đây mình nè. Bên hàng nè. Tiệm này hả? Ờ, đây. Wow. Nè. Đó. Tên đẹp có gì Minh Hằng hả? À, tiệm Minh Hằng bạn anh đó. Đẹp à, bạn anh đây hả? À, hôm bữa ông Trường có tới đây mà, anh vẫn có tới đây mà. Bữa em biết hả? Ủa? À, trời ơi, có coi YouTube. Thấy anh Trường tới. À, bữa anh vẫn Trường tới đây hai mà. Chào chị. À, vậy hả? Nè, muốn kiếm mua đồ cho cháu Phi Nhung mà thôi nôi đó, con trai á. Mới thôi nôi 2 ngày trước. Ở ngoài ở Phước Thọ á, mình nói ở đây nè, đây có bán nè. Rồi, chị ở đây cái gì cũng có hết á. À, vậy hả? Trẻ em và người lớn. Hồi lúc sinh nhật của ông con ông Trường á là nhà hàng có bán đó. Đúng rồi. Cái cái chiếc lắc gì phải không? À, rồi, nhớ. Hai chị. Bá Thiên Tự. Em muốn kiếm cái gì đơn giản một chút, lại bé mới có 1 tuổi đó chị. Rồi, có ở đây có bán nữ trang cho trẻ em. Coi như là bé là trai gái vậy? Con trai. Trai, ok. Thì thường trai thì có lắc em bé, dây chuyền em bé. À, em nghĩ cái lắc đi. Dạ, chị lắc có ha. Thể chỉ em một số lắc được không? Rồi, mời em đi. Có giờ này khỏe không? Khỏe. Vậy á hả? Thường lắc em bé đây nè. Wow. Lắc em bé. Đây là em bé này, trai gái đều đeo được hết. Trai chị? Gái đều đeo được hết, đẹp lắm. Cái món này hồi đó là cô tìm thấy có cái. Hôm nào mà anh đó. Cần nữ trang đó. Mua sắm đeo cho nữ trang nam ở đây cũng có nhiều lắm. Có. Ủa mà mình có khắc tên lên không chị? Có luôn. Nếu muốn thì mình yêu cầu khắc tên này, thì có khắc tên. Cái này trai gái đều đeo được hả? Yes. Đẹp lắm. Wow, cái này đi. Chị có thể khắc tên giùm em được không? Được chứ. Khắc liền luôn hay là phải cho quay lại? Lấy liền. Cháu liền luôn hả? Wow, tức là ở đây á, tới đây là khắc tên liền luôn nha. Chứ không phải giống như trong Apple mà thấy mình hẹn đâu. Đây có thợ mà. Dạ. Thấy không? Đây là anh thợ phải không? Trời. Khắc tên á là lấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. À, nửa tiếng thôi hả? Dạ. Để em ghi cái tên xuống là dạ. Nikolai. Mới có 1 tuổi thôi. Cái giấy để ghi tên. Wow, cái này đẹp không các bạn? Wow. Ủa nếu rồi, mà ai mà khán giả của anh mà thích những có nhu cầu mua nữ trang thì cứ ghé tiệm Minh Hằng nha. Dạ. Mình sẽ tính giá rất là đặc biệt. Cho. Giá rất là đặc biệt phải không? Ủa vậy em có được đặc biệt không? Tất nhiên rồi. Nikolai. Nói à. Để coi lại coi. Nói gì bạn của Trường tới đây là. À đúng rồi. Tại kỳ rồi đó, thấy anh Trường tới đây một lần. Tôi có quay YouTube nè, như này đăng trên kênh của chị này phải không? Dạ. Trên kênh YouTube của chị là tên gì nè? Tên Minh Hằng đó, Minh Hằng Diamond. Minh Hằng Diamond. Yes. Đó, các bạn nhớ ủng hộ luôn nha. Để em coi cái cái này là thôi nôi được nè. Đúng rồi, cái đó thôi nôi quá đẹp luôn á. Thôi nhân dịp cháu của ca sĩ Phi Nhung thì để cho Minh Hằng gửi tặng cho bé luôn nha. Wow, gì ngon vậy? Em đi mua và cuối cùng chị tặng hả? Dạ, yeah, okay, không anh sao. Ấy ơi, bây giờ là chị Minh Hằng có nhã ý muốn tặng cháu của anh á. Em nói vậy thôi chứ anh hiểu chứ người khán giả không hiểu đâu. Dạ. Yeah. Không? Có người này hiểu. Minh cũng hiểu luôn. Cũng hiểu luôn phải không? Ok, thì cái này là coi như là nhã ý của chị Minh Hằng tặng cho bé Nikolai, cháu ngoại Nikolai. Và cho bé cháu ngoại này hay lắm chị biết không? Hôm qua, hôm kia bóc á, thôi nôi thì mình hay bóc đồ phải không? Đố chị bóc ngay cái gì? Cái microphone. Đúng, vậy là chị có theo dõi. Vậy là chị có theo dõi. Hay quá, chị có theo dõi rồi, có microphone. Đúng rồi, microphone, tức là nối nghiệp chị Phi Nhung á. Bé rất là dễ thương, mới có 1 tuổi thôi.
để em ghi cái tên xuống. Em cũng cảm ơn chị nhiều lắm. Và cái tiệm của chị á là ở trong khu Phước Lộc Thọ nha. Dạ. Gần ngay cái chỗ ông qua ông Phước Lộc Thọ, chỗ cầu thang này luôn á, đi dạ. vô á là nằm bên tay trái là thấy liền cửa chính. Dạ, số tiệm 128. 128 nha, dạ. Minh Hằng. Dễ thương quá. Để em ghi cái tên xuống cho chị. Ghi cái tên xuống. Dạ. Quý vị nhớ nha, có quý vị nào mà có nhu cầu mua sắm hột xoàn thì cứ nữ trang hột xoàn, bất cứ nữ trang nào cho nam nữ, người lớn và trẻ em, cứ ghé tiệm vàng Minh Hằng. Minh Hằng và các bạn sẽ giúp cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Dạ. Ủa, cái biết đâu rồi. Cái biết sao bài rồi đó rồi, nhanh vậy. Cho mời chị. Ở đây là ghi tên đi rồi có gì Hằng sẽ khắc tên hả chứ? Chị Minh Hạnh đó rồi. Chị Kim Hạnh. Chị Kim Hạnh đang tiếp khách. Chị Kim Hạnh đang tiếp khách. Chị đang tiếp khách rồi. Nikolai. Nikolai là mới có thôi nồi mới đúng có một tuổi thôi. Thôi một tuổi thôi. Cũng rồi có gì nửa tiếng sau anh cứ ghé là em dạ, sẽ đưa cho anh chị nhé. Coi như là bất cứ cái gì cũng là nửa tiếng hả? Ở đây chị có ví dụ như mấy có cái nhẫn đồ học sàn của em mà bị vàng vàng đi, chị có đánh bóng được, có đánh bóng xi trắng, có sữa các loại nữ trang à, dạ. Lấy trong ngày luôn ha. Dạ dạ trời, tốt quá. Dây lắc nhẫn làm size đánh bóng xi trắng clean làm trong ngày luôn mà giá cả rất là phải chăng phải không? Dạ. Cái đó là dạ. đương nhiên dạ. Xe gì cho em lấy cái đó nha. Rồi, em xin đúng là lọc tên lọc hay ha, lọc cái có lọc liền. Cái này không phải của em, cái này là phước của chị Phi Nhung để lại cho đứa cháu chứ không phải của em nha. Coi như là cái này là cái phước của chị Phi Nhung để lại cho đứa cháu. Mình em mới là người đi mua nhưng mà ai ngờ nó kết nối được món quà free luôn tặng cho bé Nikolai luôn nha. Để em đi tham quan thử nha. Trời dạ. Wow. Chị mốt em tới em sửa hộp xoàn rồi chị sửa giùm em nữa ha. Yeah, em nói vậy thôi chứ em không có hộp xoàn đâu. Wow, đẹp quá. Ở đây có tất lên YouTube mà quay quay á giờ bắt cá chị Minh Hà, Minh Hạnh. Kim Minh Hạnh. Minh Hạnh đó hả? À đây là chị Minh Hạnh, chị Minh Hằng, còn chị Kim Minh gì? Minh Hoa. Chị Hoa. Thôi chị Hoa Minh Hoa. Còn anh là Minh Bình luôn đi ha. Bình Minh. Ơi. Đây là Bình Minh. Đây là Bình Minh. Trời ơi quá hay luôn. Quá đẹp luôn ha. Đó, đi tham quan thử vòng vòng cái tiệm nha. Đây nè, những cái sợi dây chuyền nè, đã chưa? Wow, coi nè, ngọc kìa. Đó. Đó, cái nào mẫu mới về đâu. Wow, coi nè, coi cái mẫu mới về nè. Mà bữa nay biết sao mà chị Minh Hằng mà vui không? Sinh nhật của chị Minh Hằng birthday. Ủa, sinh nhật của chị nào? Chị áo hồng hả? Ô chị Minh hôm nay sinh nhật chị luôn hả? Dạ. Trời ơi, chúc bà chủ sinh nhật vui vẻ nha. Sinh nhật tháng 11. À, trời ơi, coi kìa, phải hơn không? Chị chủ cái tiệm vàng cũng xinh mà chị chủ cũng xinh nữa. Rồi, nhân viên đây cũng xinh, thấy chị Minh Hạnh phải không? Kim Hạnh. À, Kim Hạnh. Cái này chị Hoa. Chị Hoa cũng có coi YouTube của em đó nha, nãy chị có nói á. Ờ sao anh không có coi. Tức rồi. Bạn bè gì đâu kỳ quá. Bạn bè gì đâu kỳ quá không chịu coi. Ông Trường còn la nữa à. Tại sao mỗi lần ông Trường đi hát nó tại sao em lên coi YouTube anh coi. Ủa vậy hả có hát rồi để đánh coi. Nghe nè. Anh Trường ơi có coi clip này phạt ảnh giùm em nha. Bạn bè nhau mà coi của anh không chịu coi của em. Kỳ quá. Phải không? À đẹp quá. Đây là mấy cái bông hay gì? Dạ bông tai. Hoàn toàn vỏ Hồng Kông hết, rất là đẹp. À, vỏ Hồng Kông. Cứ tuần nào Hằng cũng có hàng mới về hết. Yeah. Hoàn toàn hàng Hồng Kông. Đây là nhẫn kiểu vỏ nhẫn của nữ và của nam. Rồi khách tới thì chị có giá gì đặc biệt không? Ồ oh, yeah, để Hằng sẵn dịp Hằng giới thiệu luôn cho nha. Bây giờ như vậy, tại vì á sao mình sắp tới Black Friday rồi phải không quý vị? Thì tiệm vàng Minh Hằng có bán hàng trên đài của 57.7 hoặc có thể lên cái kênh YouTube của Minh Hằng Diamond. Quý vị có thể coi cái show của Diamond Show của tiệm vàng Minh Hằng. Thì trong tuần này và tuần tới, đây tới cuối tháng sẽ có cái promotion. Quý vị nào mà mua hàng ở trên đài có số trên 2.000 đồng sẽ được tặng một cơ dây lắc con kỳ hiu vàng 24 nguyên thủy nha, không phải là hàng si. Đây là vàng 24 chính gốc luôn, vàng 49. Đó, nếu mà quý vị nào mua cho special Black Friday special sẽ có tặng một sợi dây lắc con kỳ hiu của phái nữ. Tức là phải mua trên 2.000. 2.000 mà những cái mặt hàng đó phải có số ở trên đài. Quý vị có thể lên cái YouTube của Minh Hằng Diamond để xem cái show của Minh Hằng.
đó, các nữ trang nào mà có số trên đài thì sẽ được tặng giá đắt con kỳ hiu với giá trị là trên 2.000 đồng. Với lại quý vị nào mà có mua những cái bất cứ những gì ở tiệm vàng Minh Hằng mà ở trên đài thì sẽ được free shipping trong tháng 11 và tháng 12 nếu quý vị đang ở cửa bang xa. Minh Hằng chỉ bán hiện tại là chỉ bán trên nước Mỹ thôi, trong nước Mỹ thôi. Thì nếu mà mình gửi đi sẽ là next day. Đó, thứ hai Hằng gửi thì thứ ba quý vị sẽ nhận được. Và FedEx là FedEx next day có insurance bảo đảm luôn. Và quý vị nào cần trả thẻ, muốn mua bằng credit card trong tháng 11 và tháng 12, Minh Hằng sẽ bao thuế cho quý vị luôn. Đó, quý vị nào ở trong Cali hoặc ở ngoài Cali thì cũng sẽ bao thuế, nhưng mà phải mặc hàng ở trên đài nha. Mời quý vị lên cái kênh YouTube của tiệm vàng Minh Hằng, like và subscribe dùm cho cái kênh YouTube của Minh Hằng Diamond. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ngoài món này, mà nếu như thường giá này bao nhiêu cái chị? Thường cái giá trị của một sợi dây lắc là 250 đồng. À, 250 đồng, đẹp quá. Cho special Black Friday special thì sẽ, năm nay mình làm sớm thì sẽ được free một sợi dây lắc nếu mà quý vị mua trên 2.000 đồng trở lên. Sẽ được free. Yes, sẽ được. Cái này vàng 24 hả chị? Vàng 24 nguyên chất luôn. Wow, cho em cầm coi cái được không? Yes. Wow, đẹp quá. Những cái sợi dây này á là glow in the dark, có nghĩa là dạ quang, nếu mà mình tối sẽ nổi sáng đèn lên nha. Rất là dễ thương. Còn những cái màu sắc khác rất là đẹp. Wow, đẹp. Nhưng quá. Mà Minh Hằng chỉ có promotion 100 sợi dây lắc thôi. Chỉ có về 100 tức là 100 người khách thôi. Yes. 100 người khách trên 2.000 đồng sẽ được tặng nha. Yes. Ưu tiên cho 100 người khách. Cái này là nặng khoảng nhiêu chị? Gần khoảng nửa chỉ. Yes. Cũng nặng chứ. Yes. Wow, đẹp quá. Ủa này hình hình đủ thứ hình hay là sao? Dạ không, chỉ có con kỳ hiu là đeo phong thủy, là đeo may mắn đó. À. Tiền vô mà không ra đó nha. À, đúng rồi. Wow. Rất là dễ thương. Dễ thương quá. Nhiều màu sắc đẹp lắm, hàng mới về luôn đó. Dạ yeah, đúng rồi. Cứ tháng nào Minh Hằng, tiệm vàng Minh Hằng cũng có promotion đặc biệt để cho khách hàng của Minh Hằng. Và đặc biệt nữa cho quý vị nào mà chưa coi show của Minh Hằng thì những cái món hàng quý vị mua trên đài có số thì mua một món thì sẽ có một cái ticket để mỗi đầu tháng sẽ có sổ số. Những cái món quà mà chúng trên đài trong cái chương trình sổ số rất là giá trị, hoàn toàn là nữ trang hết nha. Rồi chị có nhận phone order không? Ví dụ người ta gọi tới đây là phone order có. Hoàn toàn có. Vì là chị order. Cho số phone của chị luôn nè. Dạ, quý vị nào mà thích coi trên show mà thích những cái món hàng ở trên show thì vui lòng gọi cho tiệm, số điện thoại của tiệm là 714-622-4212 hoặc cái số cell phone của tiệm là 714-793-3229. Minh Hằng và các bạn sẽ giúp cho quý vị trả lời bất cứ câu hỏi nào, và nếu mà cần thì Minh Hằng sẽ gửi những cái hình ảnh lên qua phone hoặc video qua phone cho quý vị xem những cái sản phẩm đó. Rồi chị có website riêng không? Hiện giờ thì chưa. Tại chưa vì làm website. Cái lý do là tại vì những cái hàng Minh Hằng bán là hoàn toàn hàng Hồng Kông và mỗi kiểu chỉ có một thời. Dạ. Nếu mà bán hết thì phải order, thì thời gian order là khoảng 6-8 tuần. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà ở gần quận Cam thì mời ghé, có cơ hội ghé Phú Lộc Thọ thì mời ghé tiệm ở Minh Hằng để tham quan tiệm. Rất là nhiều sản phẩm mới. Nói chung là ai tới khu Phú Lộc Thọ thì hãy ghé đây. Dạ. Khắp nơi luôn. Về mùa du lịch cũng sắp tới nữa rồi đó. Dạ đúng. Phải không? Cũng trước đi vào cũng trước Phú Lộc Thọ đi vào tiệm nằm bên tay trái, số tiệm 128. Dạ, 128. Nằm tầng 1 nha. Dạ. Ở dưới đất luôn đó nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị nè. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Wow, mấy cái công nhận mấy cái hôm nay khách cũng đông ghê, mấy công nhận mấy cái này nó nhẫn đẹp dễ sợ luôn nha. Wow. Nhẫn còn là diamond. Diamond không à? À cho coi mặt anh Danh cái nè. Đây, anh Danh cũng đâu vậy. À. Ê, sao đâu xuất hiện như vậy? Đi làm xong rồi nè. Vậy hả? Trời đeo vô nói chuyện. À. Đây đeo vô. Trời đất ơi. Đó, làm xong rồi đó. Wow. Nhưng mà linh lắm nha. Sao linh? Cái này á, đi lên á, là đưa cho chị khách để Nikolai. Ừ. Phải không? Ừ. Nikolai mà sao khác thì sao mà thành Nikolai mà number one như là giống như là một tuổi vậy đó. Một tuổi Nikolai number one. Sao
sao chữ 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 ai giống chữ số chữ ai trở thành số 1. Ờ không biết cái này là... Nicola. Ờ sao mà tức là Nicola number 1 phải không? Ờ. Ừ. Wow, sao coi này các bạn, đẹp không? Đó. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời đất ơi. Tự nhiên lắng lại là ở đây là cái chữ y đúng không? Chữ ngoài nha, chữ ngoài nha. Đây là chữ đúng y. Rồi, chữ ai giống chữ y. Chữ ai, ừ. Đúng rồi. Chữ ai mà tự nhiên cái không có nó không biết lên thì sao mà vừa chữ a, vừa chữ ai mà vừa số 1 luôn. Vậy hả? Ừ. Wow. Trời ơi, tức là number 1. Sau này là Nikolai sẽ là đại diện thay thế cho chị Phi Nhung đó nha. Thay thế cho bà ngoại. Bà ngoại đó, bà ngoại trời bằng cái năm ngoái là đại tháng là bà ngoại về không được. Cho nên rất là buồn. Thì thôi nôi này coi như là đi luôn vĩnh viễn cũng buồn lắm. Anh có coi mấy cái clip mà link của chị Phi Nhung chơi cái muỗng mà nó rớt cái bụp. Coi chưa? Đây cho coi đây. Đây nè, đây nè. Cho anh coi cái clip này linh lắm nè. Lúc mà cái cúng chị Phi Nhung á, rồi cái muỗng nó bị rớt. Coi đây nha. Trường, coi nè, coi đây nha. Coi nè. Cái muỗng đó phải không? Cho muỗng này, coi muỗng này nha. Rớt cái bụp này nha. Đó. Thấy chưa? Cho chị chủ coi cái này nè. Ô Phi Nhung linh lắm nha. Nè, coi nè, coi chờ chị coi cái này nè, coi cái để cái muỗng nha. Đó. Đang cúng á. Đang cúng ở chỗ. Coi nè. Đang cúng á nha, rớt nè. Đây nè. Đó. Cúng thấp. Wow, đẹp quá. Ở lấy hộp cho. Lấy hộp hả? Dương. Đây. Đó. Đây đẹp 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 quá trời đẹp luôn. Thấy không? Đó đẹp quá trời đẹp luôn. Wow. Có hộp luôn. Dễ thương quá ha. Dạ quá dễ thương luôn. Xong rồi em để vô cái giỏ Minh Hằng nè. Đó. Wow. Cái này là của chị chủ Minh Hằng tặng cho bé Nikolai. Đó nha anh ấy chứ không phải của em nha. Em có nhã lòng đi mua mà cuối cùng chỉ tặng đó nha. Chỉ tặng đó. Tới nay em chụp tấm hình em gửi qua cho anh coi liền luôn. Đây đẹp không? Minh Hằng chúc cho bé Nikolai nhiều sức khỏe. Trời trời. Đây nè chị đeo cái này vô nè. Đó. Sẵn cho Minh Hằng xin chúc cho bé Nikolai nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Rồi, mau lớn ngoan, mau lớn học giỏi nha. Vậy là năm sau tới mua hộp xoàn nha. Rồi má của chúc mẹ của Nikolai cũng nhiều sức khỏe, mọi sự vui vẻ và may mắn. Rồi nếu mà có dịp ghé Phú Lộc Thọ thì ghé lợi tiệm Minh Hằng. Dạ yeah, cảm ơn chị nhiều lắm nè. Mai mốt mà em tới đây mua hộp xoàn chị nhớ giới thiệu hộp xoàn nha. Đó thì nói về hộp xoàn thì tiệm Minh Hằng có bán hộp xoàn giám định của hãng GIA. Thì hộp xoàn thì có rất là nhiều nước. Ở đây tiệm Hằng có bán từ nước D xuống tới nước K tùy theo yêu cầu của khách hàng. Và có các đủ size hết. Đặc biệt là hộp xoàn 4 ly trở lên sẽ có giấy tờ giám định của hãng GIA. Và đặc biệt tiệm chỉ bán hộp xoàn những cái hộp kim cương mà mặt cắt excellent cut, excellent polish và excellent symmetry, gọi là ba excellent. Vì ba excellent thì hộp xoàn nó rất là chiếu, rất là đẹp, rất là lanh. Đó, thì nếu mà có bất cứ quý vị nào mà có nhu cầu mua sắm hộp xoàn thì cứ liên lạc với tiệm vàng Minh Hằng số điện thoại 714-622-4212. Và nếu mà quý vị nào mà thích những cái shape khác, chẳng hạn như tiệm thì chuyên về hộp tròn, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà thích hình trái tim, hình giọt nước, hình oval, hình vuông thì cứ liên lạc với tiệm thì Hằng sẽ order được cho quý vị. Và nói về cái clarity là cái độ sạch của hộp xoàn thì ở đây chuyên về VVS1 và Internally Flawless. Nhưng mà nếu mà quý vị nào thích hộp VS thì Hằng cũng có thể order. Ví dụ các size, các quality có thể order được. Và mình order thì nếu mà các hộp xoàn nó nằm ở ngoài nước Mỹ thì cái thời gian order về sẽ mất khoảng 5 ngày. Và nếu mà trong nước Mỹ thì sẽ mất khoảng 1-2 ngày để gửi về thôi. Thì nói về giá cả thì Minh Hằng hứa sẽ cho quý vị cái giá rất là mềm. Quý vị nào có nhu cầu mua sắm hộp xoàn thì cứ liên lạc trực tiếp với tiệm Minh Hằng và các bạn sẽ giúp cho quý vị. Cảm ơn nhiều. Dạ yeah, em cũng cảm ơn chị nhiều lắm nè. Đây là nhìn lại cái này nè rất là đẹp phải chưa? Dễ thương. Dạ yeah, dễ thương. Yeah. Thì ai tới đây mà in chữ lên đó là chị bao luôn phải không?
Dạ thì mua hàng của Minh Hằng thì Minh Hằng sẽ tặng luôn. Nhưng mà mình mua giá bao nhiêu trở lên ta mới tặng hay là bao nhiêu cũng tặng? Không, chẳng hạn như mua nữ trang dây lắc đi. Dạ. Thì yêu cầu Minh Hằng khách tên thì Minh Hằng sẽ bao khách tên, không tính thêm tiền. Đó. Hình như cái này cũng y hệt như của Thiên Từ lúc trước phải không? Dạ đúng. Wow, coi như cái này cái này là hôm nay là Nikolai có phước nha, cũng giống như của y hệt như con của anh đang trường, tức là Thiên Từ đó. Đúng rồi. Wow, dễ thương quá. Anh cũng cho cảm ơn. Lấy lời hỏi thăm với tới anh đang trường của mình luôn. Tháng sau anh sẽ xuống chắc chừng cỡ 2-3 tuần anh xuống tới bây giờ đó. Anh sẽ có một cái show ngày Christmas. Nhớ đi nha. Kỳ rồi đó là bỏ trốn một lần rồi đó nha. Phải không? Ok, em cũng cảm ơn chị vậy lắm. Em đại diện cho anh ấy, cũng cảm ơn chị nha. Rồi. Bữa nào có cơ hội em sẽ dẫn anh ấy ra đây gặp rồi, chị. Cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại sau. Dạ, cảm ơn chị. Anh Bình có muốn nói gì nữa không? Dạ, được rồi. Được rồi ha. Chúc mừng bé Nikolai, mau ăn trống lớn, mạnh khỏe, nối nghiệp bà ngoại nha con. À, chắc chắn nối nghiệp và tao bóc ngay cái microphone mà gặp thêm cái này number one nữa nè. Đó, number one nữa thấy chưa. Đó, chết rồi. Cảm ơn nha. Ok, bye anh nha. Bây giờ em đi về. Bye Lộc. Bye anh. Cảm ơn. Ok, xong rồi. Đi mua cho Nikolai. Rồi cuối cùng được chị chủ chỉ tặng cho một cái chiếc lắc rất là đẹp. Cái chiếc lắc này đó là lúc trước em cũng thấy Thiên Từ cũng có một cái. Không ngờ bé Nikolai và Thiên Từ cùng có một cái chiếc lắc giống nhau nha. Thì nếu như ai chưa biết á, bé Thiên Từ tức là con trai của anh Đan Trường, thì Thiên Từ cũng có một cái kênh YouTube, đó là Matthias Thiên Từ. Thì các bạn lên YouTube rồi bấm có thể là nó lòi ra liền, nó ra liền thôi. Cuối cùng cũng được cái món quà. Kỳ rồi đó em cũng tặng quà cho con trai lớn của Wendy rồi, thì bây giờ tặng cho đứa nhỏ sau. Thì cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chị Minh Hằng rất là nhiều nha, đã có nhã ý tặng cái món quà này cho bé Nikolai. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và nếu như có ai có yêu thương thì hãy tới đây để mà ủng hộ nha. Trong khu Phước Lộc Thọ rất là đẹp phải không các bạn? Đó, khu Phước Lộc Thọ đó, thì tiệm của chị nằm trong khu Phước Lộc Thọ, kế ngay chỗ chính giữa Phước Lộc Thọ, gần cái sân khấu đó. Thì vào thì sẽ thấy. Thôi em bây giờ em phải đi rồi. Em cũng cảm ơn quý vị khán giả nhiều lắm nha. Đó, các bạn xem rồi phải không? Thì cái món quà rất là đặc biệt. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn chị Minh Hằng cũng như chủ tiệm vàng Minh Hằng đã tặng cho bé Nikolai một cái chiếc lắc rất là đẹp. Một lần nữa cái chiếc lắc này cũng y hệt như cái chiếc lắc mà em đã thấy của Thiên Từ, tức là con trai của anh Đan Trường đó các bạn. Thì một lần nữa cảm ơn chị Minh Hằng rất là nhiều. Ai ở xa đến hay là ở khu này, hãy ra tiệm vàng Minh Hằng, sẽ có nhiều cái đợt sale cho Thanksgiving này. Thì em vô tình em đi Phước Lộc Thọ em tìm một cái gì đó để mà tặng, chẳng hạn như nhẫn hay vàng gì đó, lắc gì đó, thì vô tình là tới ngay cái tiệm vàng của chị Minh Hằng, tức là bạn của em làm ở trong đó. Thì em cũng không có ngờ là chị Minh Hằng cũng là rất là thương chị Phi Nhung cũng như con gái của chị Phi Nhung, cho nên đã tặng cho cháu ngoại chị Phi Nhung một chiếc lắc rất là đáng giá. Thì ai có nhu cầu, ai có từ phương xa tới thì hãy ghé tiệm vàng Minh Hằng để mà ủng hộ cho chị Minh Hằng nha. Giá cả cũng phải chăng lắm, hình như là có cái đợt sale giống như trong cái video nãy các bạn thấy, có đợt sale là ai mua trên 2.000 sẽ tặng một cái con lân, chiếc chuỗi đó các bạn, rất là đẹp. Thì các bạn ai ở đây thì hãy tới ủng hộ cái đợt sale cho Thanksgiving. Và ai chưa biết đó, thì cái Thanksgiving này đó là ngày lễ Black Friday, là ngày thứ sáu. Là ngày thứ sáu đó là một cái ngày bán đồ rẻ nhất trong một năm, cho nên trong một năm nó ai cũng dồn vào ngày thứ sáu để mà đi shopping, để mà kiếm những cái món rẻ cho mình. Thì nó là như vậy đó các bạn. Đó là cái ngày lễ Thanksgiving một năm có một lần thôi, là ngày Black Friday cũng là một năm một lần. Và sau khi Black Friday lại có cái ngày Cyber Monday. Cyber Monday á, tức là mình chỉ mua đồ online thôi. Ai mà mua đồ online nó mới rẻ chứ vô tiệm chưa chắc rẻ. Nhưng mà bây giờ có một số tiệm đã bắt đầu bán Black Friday rồi, Black Friday sale rồi, cho nên
ai có tuần này thì ai rảnh thì đi mua, nhưng mà mua ngay cái ngày Black Friday đó thì nó sẽ rất là đông. Có nhiều người người ta ship hàng á, người ta đi qua đêm luôn các bạn. Nhiều khi người ta ngủ, người ta chờ đứng mấy người đứng đầu đó để mà mua những cái chiếc TV rất là rẻ. Thì cái Black Friday là nó ngày sale, ai ở Mỹ thì sẽ biết cái ngày đó là ngày gì. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha, em tới giờ em đi rồi. Hôm nay lại có một cái live show của Quang Lê live show ở tại Golden Sea. Thì các bạn xem cái clip này xong á, cái clip này đăng lên chừng 2 tiếng nữa là sẽ có live show. Thì em xin hẹn các bạn, nếu như các bạn có đi cái show đó thì em xin hẹn các bạn gặp các bạn ở đó nha. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký. Nhớ bấm like, bấm share. Và đặc biệt nhớ đăng ký để mà ủng hộ em nha. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.